Chào mừng anh em đã quay trở lại với đam mê công nghệ gaming. Hôm nay mình sẽ test game trên chiếc máy Samsung Galaxy A31. Tựa game đầu tiên mình sẽ test đó là Liên Quân. Mình sẽ đo xem lúc vào game là mất bao nhiêu giây. Khi chúng ta vào game thì mất tầm 33 giây. Mình sẽ vào phần cài đặt đồ họa. Vì chiếc máy này không bật được FPS cao nên mình sẽ là để độ phân giải HD ở mức tiêu chuẩn, chất lượng hình ảnh trung bình, chất lượng chi tiết trung bình. Bây giờ mình sẽ vào game. Vừa có một hiện tượng khủng vừa xảy ra. Cảm giác lúc đầu mình trải nghiệm trên chiếc máy này là nó không được mượt. Với mức FPS cao nhất là 30 thì chắc chắn là không thể chơi được mượt rồi. Có chăng thì nó chỉ là ổn thôi. Xin cái mảng truyền công đầu. Ây da. Khô máu luôn nè. Tiểu Vân mà sợ Ngộ Không à? Nghe hơi vô lý nhỉ. Ngộ Không lúc đầu trận thì nó rất là yếu. Gọi chí mạng liên tục thế này, bảo sao Tiểu Vân phải ôm trụ. Ôi, Triệu Văn có ulti trước kìa. Qua gank bot thì ăn hôi được một mạng. Thơm. Quá đen cho Pen. Ui giời ơi. Cảm giác của mình khi đánh Liên Quân lên con máy này là không được mượt. Nó vẫn còn tình trạng khửng. Nói chung là đánh Liên Quân chỉ là mức ổn thôi. Từ game tiếp theo mình sẽ test, đó là PUBG Mobile. Để xem là nó mất bao nhiêu giây để vào game. Vào game là mất khoảng 34 giây. Mình sẽ vào phần cài đặt đồ họa. Đồ họa mình sẽ là để ở mượt. Tốc độ khung hình là ở cực cao. Phong cách là nhiều màu. Cảm giác của mình thì nó là không được mượt, với lại còn tình trạng khựng. Như chúng ta đã biết thì thương hiệu Samsung từ lâu đã được biết đến là khả năng gaming thì rất hạn chế. Nếu so sánh với những máy trong cùng tầm giá, thậm chí là có giá thấp hơn, thì khả năng gaming của nó cũng không thể bằng được. Thì với những anh em đang muốn mua một chiếc máy về gaming thì chiếc máy này thì có vẻ như là không phù hợp. Mức độ chơi game trên con máy này chỉ ở mức là giải trí thôi. Còn mà để gaming thì chúng ta có thể là lựa chọn những dòng máy khác.